Đợt có nạn đói, lúc dân làng làm nương rẫy thì lại đào được một cỗ quan tài màu đỏ máu. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này, vào cái năm mà tôi 14 tuổi ấy, đã xảy ra một đợt hạn hán kéo dài tới tận hơn nửa năm, đồng ruộng hoa màu chết héo hết cả. Và rồi cuối cùng mùa xuân cũng đến, mưa một trận rất là to, cả thôn làng vui mừng khôn xiết. Trưởng làng nhanh chóng kêu gọi mọi người đi làm ruộng. Nhưng ai mà ngờ, khi dân làng trồng số thóc giống ít ỏi xuống ruộng thì chúng đều chết hết cả. Trưởng làng sửng sốt bảo, thôi chết rồi, cơn mưa này có khi lại là mưa axit rồi. Đến hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa, lương thực cứu trợ mà chính phủ phát mỗi tháng cũng chỉ được có từng đó. Ăn hết lương thực chỉ còn nước ăn vỏ cây thôi, cứ thế thì làm sao mà sống được đây. Trưởng làng cho tụ họp tất cả dân làng lại bảo phía đông làng ta có một khu rừng, được lá cây rừng che chắn, nên đất rừng không có bị ngấm nước mưa axit. Ông muốn vài anh thanh niên trai tráng trong làng đi khai hoang đất rừng phía đông làng để làm nương rẫy. Nhưng mấy người già trong làng lại phản đối, vì họ biết khu rừng phía đông làng đầy rẫy mồ mả, mọi người hay gọi là rừng mộ hoang. Đừng nói đi làm nương rẫy, bình thường đi ngang qua đó cũng toàn phải tránh xa, nào dám lại gần. Trưởng làng nghe xong tức giận bảo, cây cối ở khu rừng đó rậm rạp như thế sao mà tôi lại không biết đó là khu mồ mả chứ? Nhưng giờ là thời đại nào rồi, đám người già các ông sao vẫn mê tín dị đoan thế? Nếu không làm nương làm rẫy thì dân làng sẽ chết đói, làng ta cũng rồi sẽ thành khu mồ mả hết. Trưởng làng nói xa xả cho cả tràng, mấy người già làng cũng im thôi không nói nữa. Còn đám thanh niên trai tráng chúng tôi cảm thấy ông trưởng làng nói chí phải, đồng loạt ủng hộ, đúng vậy, chẳng nhẽ cả đám người sống còn phải sợ mấy người đã chết kia sao? Cả đám đều đồng ý theo trưởng làng đi khai hoang đất rừng. Lúc đó chỉ còn đúng ông nội tôi là vẫn nhất quyết phản đối, can ngăn mọi người lại. Khu mồ mả đó là nơi tụ tập sát khí trong làng, rất lâu về trước còn có thầy phải làm phép phong ấn chỗ đất đó lại, đặt tên là khu mộ hoang. Mục đích chính là để cảnh cáo con cháu sau này tuyệt đối không được động vào, bởi vì ma quỷ ở nơi đó không phải là thứ mà những người như chúng ta của hiện tại có thể đối phó được. Nhưng hiện giờ mọi người đều đói muốn phát điên, nào có ai chịu nghe. Hôm đó có mấy anh thanh niên trai tráng, theo sự chỉ dẫn của ông trưởng làng đã đi đến khu rừng đó. Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng ông tôi nói thế nào cũng không cho tôi đi nên tôi cũng thôi không đòi đi nữa. Đến hôm sau thì tôi nghe thấy mấy ông anh trai làng nói chuyện bảo, trong rừng mộ hoang có rất nhiều trái cây có thể hái về ăn. Tôi nghe họ nói mà thèm nhỏ cả dãi. Ngày hôm sau, tôi nói dối xin ông đi chơi, lén cùng chư đại tràng chạy đến chỗ khai khẩn rừng. Chiều tối hôm đó, dân làng chúng tôi đào được một cỗ quan tài màu đỏ máu. Chúng tôi thấy tò mò nên dùng cuốc cậy mở nắp quan tài ra, định xem bên trong có cái gì, ai dè bị dọa cho sợ vãi đái ra quần luôn. Bên trong cỗ quan tài có hai cái xác trông có vẻ như là một đôi vợ chồng. Họ còn mặc áo cưới màu đỏ, mặt trông tái mét có cả răng nanh, trên mặt còn mọc lông xanh, xác thịt còn nguyên không hề thối rữa. Miệng quan tài răng chẳng chịt sợi thừng đỏ và dán các kiểu các loại bùa chú màu vàng. Cũng không rõ được chôn từ bao giờ, chư đại tràng mắt tinh nhìn thấy trên quan tài có khắc dòng chữ thời Ung Chính năm thứ 16. Đây là quan tài thời triều Thanh Lận, nhưng sao hai cái xác này trông vẫn tươi sống và nguyên vẹn thế nhỉ? Vào lúc chúng tôi mất chữ O mùng chữ A không biết phải làm sao, thì xung quanh đột nhiên tối om. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên trời có một đám mây đen không biết đã có từ lúc nào. Tôi từng nghe ông nội tôi kể, kiểu thời tiết trái gió trở trời, mây đen che khuất mặt trời này chính là báo hiệu cho điều xấu. Mọi người thấy tôi như thể biết gì đó thì liền hỏi thế có nghĩa là gì. Tôi nói, có nghĩa là chúng ta đã động vào quan tài của nhà người ta rồi, sẽ có chuyện không lành xảy ra. Mấy người chúng tôi vội vã đậy nắp quan tài lại, sợ hãi chạy như bay về làng. Chúng tôi đều sợ chết khiếp, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà trưởng làng. Trưởng làng nghe kể xong thì giận lắm bảo có cái gì mà phải sợ, mỗi hai cái xác chứ mấy, chẳng nhẽ cái xác còn biến được thành cương thi đến ăn thịt bọn bây à. Sau đó thì kéo theo một đám người đi đến chỗ khu rừng đó, định đem thiêu hai cái xác đó đi. Trên đường đi đến đó, trong lòng tôi thấy rất là bất an, bởi vì trước kia ông nội tôi từng bảo ma quỷ ở đó không phải là thứ mà những người như chúng tôi của hiện tại có thể đối phó được. Tôi cứ luôn cảm thấy lần đi này của chúng tôi lành ít dữ nhiều. Đến khu mộ hoang thì trời cũng đã tối, chúng tôi cầm theo đuốc lửa đi đến chỗ quan tài. Trưởng làng quả không hổ danh là trưởng làng, trông ông ấy chẳng hề sợ gì cả, đi thẳng đến mở nắp quan tài ra. Ông giơ ngọn đuốc qua rồi ngó đầu nhìn vào nhưng bên trong trống rỗng, chẳng có cái gì. Trưởng làng lại bị mùi bên trong quan tài xông cho nôn thốc nôn tháo. Tôi giật mình, chuyện gì vậy, trời sao lại không thấy xác chết đâu. Ông trưởng làng nôn xong thì quay qua quát tôi một trận, mắng mấy đứa bọn tôi nói dối. Tôi lúc đó cũng ngớ ra, nhưng sự việc đang bày ngay trước mắt nên chỉ đành thừa nhận rằng tôi đã nhìn nhầm. Trên đường đi về tôi đã nghĩ, rõ ràng bên trong quan tài có hai cái xác, thế mà lại không thấy đâu, chẳng nhẽ chúng nó biết đi à. Nghĩ thế khiến tôi rùng mình toát mồ hôi hột,
vội chạy ngay đến đi phía trước mấy người trưởng làng. Sau khi tôi về đến nhà, thì nhìn thấy ông nội tôi đang giận dữ ngồi rít tẩu thuốc. Thấy tôi về thì ông mắng xa xả vào mặt tôi, rồi cầm tẩu thuốc đánh tôi, đánh tới khi mỏi như tay thì thôi. Tôi bị ăn đánh khóc cũng muốn hụt cả hơi. Sau đó hai ông cháu tôi mới đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập. Ông nội mở cửa ra thì thấy là bà Vương, vợ của trưởng làng. Ông tôi vội hỏi, có chuyện gì thế chị? Bà Vương kêu, ôi giời ơi ông ơi, ông chồng tôi tối qua đi ra chỗ khu mộ hoang về thì bị sốt cao cả đêm. Tôi phải chạy đi mời thầy thuốc về bóc thuốc cho ông ấy uống. Sốt thì hết rồi, ông ấy vẫn sống, vẫn thở, nhưng chả hiểu sao người thì lại lạnh như đá. Có khi nào là dính phải thứ gì bẩn thỉu gì rồi không? Ông tôi nghe xong bèn bảo, bà Vương, bà chớ sốt ruột, đi thôi, để tôi qua xem rốt cuộc ông nhà bị làm sao. Dứt lời ông tôi đi vào nhà cầm lấy cái túi vải màu vàng, rồi chúng tôi cùng nhau đi đến nhà trưởng làng. Từ đằng xa đi đến đã ngửi thấy một mùi rất chi là kỳ lạ, giống như là mùi hôi thối của thi thể thối rữa. Vừa bước chân vào nhà thì thấy ông trưởng làng đang nằm co giật dưới nền đất, hai tay ông ấy tự bóp cổ mình, lưỡi thè dài bị miệng cắn, hai mắt hằn tơ máu, trông bộ dạng ông ấy rất là đau đớn. Ông tôi thấy thế vội vã bảo tôi, Tiểu Chu, mau giữ hai tay ông ấy lại, không được để ông ấy tự bóp cổ mình nữa. Tôi vội vàng chạy qua giằng hai tay ông ấy ra. Ông tôi thì lấy ra một lá bùa vàng, bảo bà Vương bê cho ông một bát nước ấm. Ông tôi đốt cháy lá bùa đó, thả vào trong bát nước, còn tôi thì cố hết sức giữ chặt tay của ông trưởng làng. Nhưng hai cánh tay của ông ấy rất khỏe, tôi không tài nào giữ nổi. Quay đầu định gọi ông tôi giúp thì bỗng cổ của tôi bị siết chặt, khiến tôi không thể hít thở nổi. Tôi liền nóng máu, cháu giúp ông, thế mà ông lại định bóp cổ cháu à. Tôi giơ tay lên đấm bôm bốp vào người ông trưởng làng, nhưng người của ông ấy giờ đây như thể sắt đá. Tôi đấm ông ấy mà tôi lại thấy sao tay tôi nó đau quá. Vào cái lúc mà tôi sắp ngất tới nơi rồi, ông tôi đã kịp chạy qua điểm huyệt ấn đường của ông ấy, xong cầm kim châm đâm vào. Ông trưởng làng tức thì há miệng rụt cái lưỡi lại, hai tay ông ấy cũng mềm nhũn thông xuống. Lúc đó tôi chửi thầm trong bụng, hử ông già này, may mà ông tôi kịp châm một kim cho ông, không là xong phim cả lũ rồi đấy. Ông tôi vội bảo bà Vương nhanh cho ông trưởng làng uống bát nước cho bùa. Ừng ực, trưởng làng nốc xong hết bát nước thì nằm im. Sau đó ông tôi lấy một đồng tiền bằng đồng nhét vào miệng của ông trưởng làng và dán một lá bùa vàng lên trên đầu ông ấy. Chờ ông nội làm xong thì tôi hỏi, ông ơi, ông trưởng làng bị làm sao thế? Mặt mày ông tôi lo lắng bảo, là độc cương thi, ta thấy ông ấy không có vết thương nào, vậy chắc hẳn là do hít phải độc cương thi. Tôi vội vàng đáp, đúng rồi, tối đó trưởng làng có ngó đầu vào bên trong quan tài rồi bị cái mùi xông cho nôn ra mật xanh mật vàng luôn. Ông tôi nghe xong thì lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay bằng vàng đưa cho tôi, dặn tôi chuyện này e là mình ông không giải quyết được. Giờ chỉ là làm chậm lại quá trình biến thành cương thi của trưởng làng thôi. Với lại hai cái xác đã biến mất đó chỉ sợ chúng đã thức tỉnh nhờ hấp thụ tinh hoa của đất trời rồi. Cháu cầm theo chiếc vòng vàng này, đi đến Linh Sơn tìm Càn Đạo trưởng đi. Ông ấy là sư huynh đồng môn của ta, đạo hạnh cao siêu hơn ta rất nhiều. Hãy nói với ông ấy rằng thứ đó lại xuất hiện rồi. Nếu như ông ấy không chịu đến, thì cứ đưa cái vòng vàng này cho ông ấy. Trên đường đi tuyệt đối phải luôn giữ chiếc vòng bên người, nhất định phải quay về trong vòng 5 ngày nữa. Hai con quỷ đó chỉ mới vừa thức tỉnh vẫn chưa mạnh lắm. Cháu đi Linh Sơn thì nhất định phải quay về trong vòng 5 ngày nữa, nếu không bọn chúng sẽ trở lên mạnh hơn không thể đối phó được nữa. Không chỉ thôn làng của chúng ta, mà ngay cả những thôn làng xung quanh đây đều có thể sẽ gặp tai họa. Nghe ông nói thế tôi thấy sợ lắm, cảm thấy mấy đứa bọn tôi đã gây ra họa lớn rồi. Tôi cầm lấy chiếc vòng vàng hấp tấp chạy về nhà, về đến nhà thì tôi làm theo lời dặn của ông nội. Đem theo một túi gạo nếp và vài lá bùa để đề phòng trên đường đi gặp điều bất chắc, tôi còn rủ luôn cả Trư Đại Tràng đi cùng mình. Chúng tôi không biết là đã đi bao xa, mới đó mà trời đã tối đen, vừa thấy lạnh vừa thấy đói. Tôi và Trư Đại Tràng nán lại ven đường nhóm một đống lửa. Tuy không thấy lạnh nữa, nhưng bụng thì lại vẫn cứ biểu tình. Trư Đại Tràng nói, hay là chúng ta nấu túi gạo nếp đó lên ăn đi. Tôi kiên quyết không đồng ý, bởi vì cái này dùng để phòng chống cương thi. Những gặp phải cương thi thì làm thế nào? Trư Đại Tràng bảo, cương thi ở gần thôn làng, chúng ta đã đi đường cả một ngày trời rồi. Chẳng lẽ lũ cương thi đó bám theo chúng ta đến tận đây chắc? Tôi nghe Trư Đại Tràng phân tích như thế cảm thấy cũng có lý, có sức thì mới lết được đến Linh Sơn chứ. Thế là chúng tôi tìm một tảng đá bằng phẳng, đổ tí nước lên bên trên và nấu gạo nếp ăn. Vừa mới ăn xong, chúng tôi nghe thấy tiếng kèn tiếng nhạc vang vọng từ bên kia khu rừng. Tôi và Trư Đại Tràng vội ngó đầu lên nhìn thì ra là đội rước dâu. Lúc đó tôi thấy khó hiểu hỏi Trư Đại Tràng, bây giờ thịnh hành kiểu rước dâu vào lúc nửa đêm ư?
có mỗi mấy người cầm đèn lồng rước, trông rờn rợn. Chư đại tràng vỗ đầu tôi bảo, ngáo à, biết hôm nay là ngày gì không? Thì ngày lễ thất tịch, cái kiệu trông to thế chắc hẳn là nhà đại gia. Hay là hai đứa mình bám theo cái kiệu này đi ăn cỗ ké đi, no bụng thì mới có sức mà lên đường. Tôi nói, mặc dù một đứa FA như tao không hiểu tại sao lại làm đám cưới vào ngày thất tịch, nhưng tao có nghe ông tao bảo là chỉ có cái bọn ma quỷ mới đi làm đám cưới vào buổi tối thôi. Hay đây chính là ma quỷ thành thân trong truyền thuyết, chứ đại tràng bảo là tôi mê tín dị đoan, ma quỷ sợ ánh sáng sao lại đi xách đèn lồng, dứt lời bèn đứng dậy bám theo chiếc kiệu. Tôi cũng hết cách tại cái bụng đói quá nên cũng đành bám theo sau. Chúng tôi cứ thế mà bám theo đằng sau chiếc kiệu. Không biết là đã đi bao xa, chiếc kiệu ấy tiến vào một tòa nhà rất hoành tráng. Bên ngoài thì treo đèn kết hoa, bên trong thì rộn vang tiếng trống tiếng kèn, mùi thơm thì cứ chốc chốc lại bay ra từ bên trong. Chư đại tràng ngửi mùi đã biết ngay là món chân giò kho kiểu tàu. Hai đứa tôi thèm rớt nước miếng, khi chúng tôi còn đang đắn đo làm sao mới có thể vào trong đánh chén một bữa no say, thì cửa cổng bỗng nhiên mở và một ông lão đi ra mời hai đứa bọn tôi vào bên trong. Chúng tôi chả nghĩ ngợi nhiều cứ thế mà theo vào trong luôn, và đến bên trong nhà thấy cả một bàn thức ăn thịnh soạn. Chúng tôi chẳng hề do dự, mỗi đứa cầm một cái chân giò lên gặm luôn. Hoàn toàn không phát hiện ra những người xung quanh không hề ăn miếng nào mà chỉ yên tĩnh nhìn chúng tôi ăn. Đột nhiên chiếc vòng tay vàng của tôi rơi xuống đất, khi tôi nhặt nó lên thì mới phát hiện ra sự bất thường. Tại sao những người này lại chỉ đứng đó, lại còn đứng kiểu kiễng gót chân? Lúc đó tôi giật mình ngộ ra đám người này e rằng không phải là người. Vào lúc này có người hét vang, cô dâu đến, tôi đứng thẳng người dậy để nhìn, thì hoảng sợ cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô dâu này rõ ràng là cái xác nằm trong quan tài ngày hôm qua mà. Tôi nhìn cái chân giò trong tay mình, nào phải chân giò đâu mà là cái chân người. Bầu không khí vui vẻ của đám cưới phút chốc trở nên kỳ quái, đám người xung quanh nở những nụ cười quái dị. Miệng chúng mọc ra hai cái răng nanh to đùng. Đây là cương thi mà, tôi vung tay tát cái bốp vào mặt thằng chư đại tràng cho nó tỉnh người ra. Chư đại tràng nhìn thấy thứ mình đang gặm là cánh tay người thì cũng bị dọa cho chết khiếp. Sau đó lũ cương thi nhao nhao nhảy bổ về phía chúng tôi. Hai đứa tôi cắm đầu cắm cổ chạy toán loạn khắp nhà, lũ cương thi cứ bám đuổi theo ở phía đằng sau. Tôi mắng chư đại tràng, đây chính là ăn uống no nê thì mới có sức lên đường mà mày nói đó hả? Tại mày hết đấy cứ đòi tao nấu gạo nếp ăn, giờ hay rồi, phải làm sao đây? Lũ cương thi cứ đuổi theo đằng sau chúng tôi mắng chư đại tràng, đây chính là ăn uống no nê thì mới có sức lên đường mà mày nói đó hả? Tại mày hết đấy cứ đòi tao nấu gạo nếp ăn, giờ hay rồi, phải làm sao đây hả? Chư đại tràng chợt nhớ ra bảo, mày vẫn còn bùa kia mà, mau lấy bùa ra dán vào lũ cương thi đi. Ơ nhỉ, tôi vẫn còn đống lá bùa mà ta. Tôi vội vã lôi đống bùa chú ra khỏi túi, vừa may có đúng 4 lá bùa. Sau đó tôi xông về phía 4 con cương thi kia, hét lớn, lâm binh đấu giả, ra trận liệt tiền hành. Bốp, 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 bốp 4 lá bùa hoàn hảo dính lên trán 4 con cương thi, khiến chúng đứng im bất động. Tôi đang đắc ý thì lại có một con cương thi nữa nhảy ra. Tôi nhận ra nó chính là con cương thi nam trong chiếc quan tài. Hắn ta ôm một vòng hoa lớn, nhảy cả tưng đến trước mặt con cương thi nữ và quỳ một chân xuống đất thâm tình dâng hoa tặng nàng. Wow, cương thi cầu hôn kìa. Xong tôi lại thấy thắc mắc, thì ra cương thi cầu hôn sẽ tặng vòng hoa. Ông, cương thi là người đã chết, tặng vòng hoa đúng là khá hợp lý. Vừa nghĩ tôi vừa gật gù. Sau đó tôi và chư đại tràng cũng không biết là bị ngu hay gì, không chạy đi trốn lại còn đứng đó vỗ tay góp vui. Tên cương thi nam nghe thấy tiếng nên mới chú ý đến chúng tôi. Hắn cười nói, hai đứa bay chẳng phải là mấy đứa đào quan tài của ta sao, còn tự dâng lên tận cửa. Vừa hay hôm nay là ngày vui thịt chúng nó làm tiệc ăn. Tôi nghe vậy sợ quá, moi một hộp sữa ra bảo, thưa các vị cương thi, hôm nay xin đừng uống máu chúng tôi có hộp sữa đây, ngon mà bổ. Ai dè tên cương thi nam hét lớn, thằng ngu mới đi uống cái thứ đó. Hắn ta ra lệnh cho quản gia Thái bắt chúng tôi. Ông già này ra là quản gia Thái, giờ tôi mới để ý, lão cương thi này lại mặc áo thượng thọ. Tôi hối hận lắm, lúc đó sao chỉ biết nghĩ đến chân giò kho kiểu tàu, trước khi vào cửa sao lại không nhìn thấy hả? Giờ thì chính tôi sắp vào nồi thành món kho tàu rồi. Lúc này tôi thấy ông ta nhảy qua đây muốn bắt tôi vội thò tay vào túi quần lục tìm bùa. Thôi toang rồi, tôi dùng hết bùa rồi còn đâu. Nhưng tôi phát hiện mấy con cương thi này đều vô thức mà nhảy lùi lại sau, chứng tỏ chúng nó cũng sợ bùa của tôi lắm. Chỉ cần tôi không rút tay ra, chúng nó sẽ không biết là tôi không có, sẽ không dám nhảy qua đây bắt chúng tôi. Sau đó tôi cứ đút tay trong túi quần, từ từ dịch bước đến gần cửa sổ cùng chư đại tràng. Lão cương thi cũng dịch từng bước theo sát, rồi đột nhiên ông ta nói, bắt con không phải giả vờ, ta cá là trong túi ngươi chẳng còn bố nữa.
thấy mình sắp bị lộ, thì tôi lại cảm thấy túi quần bên kia có thứ gì đó. Sờ thấy là một tờ giấy là thư tình tôi viết cho Thúy Hoa vốn định gửi cho cô ấy vào ngày lễ tình nhân. Thôi kệ, tính mạng quan trọng hơn. Sau đó tôi nghĩ ra chiêu thay xả đổi cột. Tôi hét lớn và vứt bức thư về phía lão Cương Thi. Lão ta vội vã nhảy lùi về sau. Nhân cơ hội đó, tôi và Chư Đại Tràng bật qua cửa sổ chạy trốn. Lão quản gia định đuổi theo thì tên Cương Thi Nam nói với lão, quản gia thái không cần đuổi theo, ta đã làm phép giấu kín tòa nhà đi rồi, ta vừa mới sống lại sức mạnh giờ có hạn, tối nhất là ẩn núp nghỉ ngơi phục hồi sức mạnh đã. Thức ăn ta sai ngươi chuẩn bị chắc không phải là cái hai thằng vừa chạy mất đó chứ. Quản gia thái thưa, không phải đâu ông chủ, là bốn tên này ạ. Nhưng lại bị bùa của thằng oát kia làm bẩn rồi, mấy năm nay tôi đã bắt rất nhiều dân ở quanh đây, biến chúng thành con rối. Lão nói rồi ra hiệu, hai con rối mặt mũi đờ đi đến, hai con Cương Thi mặc áo cưới đỏ như dã thú vồ đến cắn cổ hút máu con rối. Con rối đau đớn gào khóc thảm thiết, chỉ một lát sau đã biến thành một cái xác khô. Hai đứa tôi trốn ra được xong cắm đầu cắm cổ chạy, Chư Đại Tràng ngoảnh lại nhìn rồi gọi tôi dừng lại, đằng sau giờ đã biến thành một khoảng đất trống. Chuyện gì vậy? Tòa nhà đâu rồi? Chẳng nhẽ lúc nãy chỉ là mơ? Chúng tôi sợ chết khiếp, sao tòa nhà lại biến mất rồi? Kệ nó đi, chạy khỏi đây cái đã. Không biết chúng tôi đã chạy bao xa, phía trước thấp thoáng có một ngôi nhà, hai đứa ngó nhìn từ cửa sổ thấy nhà không có ai. Chư Đại Tràng bảo, buổi tối xung quanh đây thỉnh thoảng lại có tiếng sói hú, đáng sợ lắm, nhỡ có con dã thú nào đó từ đâu đó đến thì sao, hai đứa mình không đối phó được đâu. Mình ngủ tạm ở đây chờ khi trời sáng nhé, mai ta lại đi tiếp. Tôi ngẫm thấy cũng được nên đồng ý ở lại. Tại mệt quá nên sau khi vào nhà, chúng tôi nằm đất cái ngủ luôn. Chẳng biết ngủ được bao lâu, Chư Đại Tràng bỗng nhiên đập cửa gọi ở bên ngoài nhà. Anh Chu ơi, mở cửa nhanh lên. Có Cương Thi, mở cửa nhanh lên. Tôi thấy ngờ ngợ, Chư Đại Tràng nằm ngủ với tôi cơ mà, sao giờ lại gọi cửa cầu cứu tôi thế này. Tôi dậy đi ra mở cửa, thấy mặt mày Chư Đại Tràng vẻ sợ hãi lắm. Rồi cậu ta nói, đóng cửa đi, đóng cửa nhanh lên. Tôi đóng cửa xong hỏi cậu ta, làm gì mà cứ hô to gọi nhỏ thế? Chư Đại Tràng nói, nãy tao đi vệ sinh, thì thấy cái ông già mà mời ta vào ăn cỗ ấy, cái ông quản gia thái ấy đang đi bắt người ở cái làng gần đây. Tao sợ quá phải chạy vội, nhưng hình như lúc tao chạy bị ông già đó nhìn thấy rồi, giờ mình phải làm sao đây? Lúc tôi còn đang đắn đo chạy đi chỗ khác hay trốn trong nhà này, thì nghe thấy tiếng Cương Thi ở bên ngoài nhà. Tôi nói, thôi rồi, lũ quái vật chắc chắn theo mày chạy tới đây rồi. Đừng nói chuyện, mau bịt mũi với miệng vào. Chúng tôi vội vã bịt mũi với miệng để tránh bị Cương Thi đánh hơi tìm được. Chúng tôi run bần bật trốn ở góc tường, không dám thở mạnh. Tôi lén nhòm ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy một bóng đen và một đôi mắt đỏ lòm đang ngó vào nhà nhìn, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đây chẳng phải là con Cương Thi nữ sao? Sao răng nanh của cái con này lại dài ngoằng thế? Lẽ nào nó tiến hóa rồi? Chẳng trách ông tôi bảo tôi, trong vòng 5 ngày phải mời được đạo trưởng tiền về. Mới ngủ có một giấc mà tốc độ tiến hóa cũng nhanh quá rồi đấy. Được một lúc thì con Cương Thi nữ bỏ đi, chúng tôi thở phào một hơi. Rốt cục cũng chịu đi, hai cái răng nanh rõ to, này mà tóm được bị nó cắn cho về chầu ông bà luôn và ngay. Khi chúng tôi cho rằng nó đã bỏ đi, thì ầm một tiếng, chúng tôi giật mình sợ quá gào ra tiếng, có hai cái tay đâm xuyên qua cánh cửa. Chư Đại Tràng nói, con quái vật phát hiện ra chúng ta rồi, nó đang phá cửa kìa, phải làm sao đây? Tôi tức quá mắng mày ngu như con chó ý, chỉ biết ăn chứ không biết làm, biết thế tao đã đi một mình rồi. Sữa tao để dành định đi đường uống bị mày uống hết sạch rồi, tao còn chưa bắt đền mày đấy. Chư Đại Tràng cãi, không uống sữa của mày thì tao cũng sẽ không bị tiêu chảy phải ra ngoài đi vệ sinh, cũng sẽ không bị Cương Thi phát hiện. Tôi vội vàng nhìn quanh căn nhà, phát hiện có một cái thùng, nên bảo Chư Đại Tràng, chúng ta mau trốn vào trong đó, đừng phát ra tiếng động. Nhưng cái thùng có hơi bé, chân của Chư Đại Tràng bị lộ ra ngoài, sầm một tiếng vang lên, con Cương Thi phá cửa vào. Chúng tôi trốn trong thùng run lên bần bật không dám thở mạnh và âm thầm cầu khẩn, A Di Đà Phật, mong sao con quái vật đừng phát hiện ra chúng con. Nhưng mọi việc không đơn giản như chúng tôi đã nghĩ, Chư Đại Tràng bỗng xấu hổ nói với tôi, anh Chu à, anh đừng có sờ mông tôi nữa, không là tôi hét lên đấy. Giờ đang lúc thời khắc sống còn mà anh vẫn nghĩ mấy chuyện này à, anh làm tôi thất vọng quá đấy. Tôi ha ha cười nhạt hai tiếng, nếu không phải bụng giờ đang trống rỗng, tao nghe thế chắc chắn sẽ buồn nôn. Tôi bảo, cho dù mày có cho tao tiền triệu, tao cũng không thèm sờ mông mày. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, giờ mới phản ứng kịp, không phải tôi sờ, chẳng lẽ là... Chúng tôi chui vào trong cái thùng để trốn con Cương Thi nữ này, Chư Đại Tràng lại nói là tôi sờ mông cậu ta.
Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau giờ mới phản ứng kịp, không phải tôi sờ. Chẳng lẽ là mắt chúng tôi từ từ lướt nhìn xuống phía dưới thì nhìn thấy một bàn tay toàn là xương sẩu đang mò mẫm chỗ mông chư đại tràng. Thấy thế chúng tôi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hét ầm lên. Con cương thi nữ hất tung cái thùng ra vươn tay bóp cổ hai đứa chúng tôi. Tôi muốn kêu cứu nhưng đến thở thôi cũng thấy khó khăn. Một trận lạnh thấu xương bỗng chốc ập đến, con cương thi nữ nhất bổng chúng tôi lên cao. Theo đó là cảm giác nghẹt thở, đây chính là cảm giác bị cương thi bóp cổ sao? Chúng tôi bắt đầu dần dần mất đi ý thức, trước mắt trở lên tối sầm lại. Đột nhiên tôi phát hiện mình đang ở một không gian trống rỗng và đen ngòm. Đây là đâu? Lẽ nào tôi đã ngỏm củ tỏi rồi sao? Hơi đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Nhiệm vụ mà ông nội giao cho tôi e là không thể hoàn thành được rồi. Ông ơi bảo trọng nhé. Vào cái lúc tôi cho rằng đời mình thế là xong phim, bỗng nhiên một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên trước mắt. Một cây kiếm đồng xu bay cái vèo về phía con cương thi nữ. Khi kiếm đồng xu chỉ còn cách nó 1 cm thì nó bật ngửa người về phía sau để tránh đi. Động tác rất nhanh vứt hai đứa tôi bay thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Ôi chao ôi! Tôi ngã đập vào một tảng đá đau hết cả cặp mông khiến tôi lăn lộn trên mặt đất. Chờ tôi tỉnh táo lại thì phát hiện đằng trước có một anh chàng trẻ tuổi đứng đó. Chẳng có nhẽ chính người này đã cứu chúng tôi sao? Cũng chỉ tầm tầm tuổi chúng tôi sao có thể giỏi thế nhỉ? Chưa đại chàng đâu rồi? Tôi ngoảnh đầu nhìn cậu ta đang nằm sóng xoài ở đó, đừng bảo ngỏm rồi đấy nhớ. Tôi lo lắng thò tay đặt hờ trước mũi cậu ta, may quá vẫn còn thở, vừa thu tay về. Ha ha, thế mà thằng này lại há mồm ra bắt đầu ngáy khò khò, kệ cha mày. Tôi bước đến trước mặt anh chàng trẻ trẻ bảo, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, người anh em, không biết nên xưng hô sao đây. Ai dè cậu chàng chẳng thèm ngó ngàng gì tôi mà nhìn chằm chằm cái cửa sổ. Tôi nghĩ bụng người này sao mà bất lịch sự thế. Mất một lúc sau anh ta mới mở lời, nghe tôi nói trước cái đã, lúc nãy tôi đã lơ là không trông kỹ con cương thi đó, giờ đây không biết tình hình ở bên trong như nào. Tôi phải vào bên trong bắt con cương thi nữ mặc áo đỏ đó. Nói rồi anh ấy đưa cho tôi một cuộn dây thừng đỏ bảo là sau khi tôi vào trong nhà sẽ đại chiến 300 hiệp với con cương thi nữ đó. Cậu không được vào trong, tránh cho cậu bị ngộ thương. Cuộn thừng đỏ mà tôi đưa cậu đã nhúng máu chó mực, có thể xua đuổi tà ma. Nhiệm vụ của cậu chính là giăng dây thừng đỏ này lên các lối ra vào của ngôi nhà. Mỗi một lối giăng 49 sợi thừng đỏ để phòng con cương thi nữ chạy trốn bằng đường cửa ra vào và cửa sổ. Tôi gật đầu đáp ứng rồi lại nhìn phía chư đại tràng thầm nghĩ, thằng chó chết này ngủ cũng say thật đấy. Đến lúc cần nó làm việc thì lại nằm lăn ra đó mà ngủ, muốn đạp cho nó một phát bay người ghê. Anh chàng trẻ trẻ dường như hiểu tôi đang nghĩ gì bèn nói, cậu ta không phải ngủ đâu mà là bị trúng tà đấy. Sau anh ấy đó móc một viên thuốc màu đỏ ra và nói, đây là thuốc liệt diễm được điều chế từ máu đồng tử, cậu cho cậu ta ăn. Máu đồng tử là thứ tạo ra dương khí trừ đi tà khí một cách tự nhiên. Tôi nhận lấy viên thuốc rồi đút cho chư đại tràng ăn, sợ cậu ta không có nước khô quá không nuốt được lại chu đáo cho cậu ta uống miếng nước. Xong xuôi tôi quay ra thì không thấy anh chàng trẻ trẻ đâu nữa, chỉ thấy ánh sáng lập lòe cùng tiếng gào thét của cương thi chốc chốc lại vang lên. Giờ tôi mới nhớ ra mình cần phải giăng dây thừng đỏ, tôi đến trước cửa ra vào giăng 7.749 sợi dây thừng, xong đến bên dưới cửa sổ cũng giăng 49 sợi dây thừng như thế. Vừa mới giăng xong không được bao lâu đã thấy con cương thi nữ bay ra ngoài. Tôi vội vã chạy qua kiểm tra thì thấy con cương thi đã bị dây thừng đỏ trói quanh người, bốc lên từng đợt khói đen xì. Lúc này anh chàng trẻ trẻ thở phì phò bước ra khỏi nhà, nhìn như đã cạn kiệt hết cả sức lực. Anh ta vứt một lá bùa cho tôi, trông cái chân anh ấy run bần bật, đứng cũng không đứng thẳng nổi kìa. Anh ta giục tôi, cậu dán bùa vào trán nó nhanh lên, tôi mệt lử không động nổi nữa rồi. Tôi không có rén nhé, tôi cuống cuồng nhặt lá bùa lên xông về phía con cương thi, không ngờ nó lại nhảy bật lên làm lá bùa dán lên trên người nó. Anh chàng kia vì mệt quá không trụ được nữa nên đã ném lá bùa cho tôi để tôi dán lên trán cương thi, rồi tôi chẳng hề sợ sệt nhặt lá bùa lên và xông đến chỗ cương thi. Nào ngờ khi tôi nhảy lên để dán bùa thì nó cũng nhảy lên, như thể nó đoán trước được việc tôi sẽ làm khiến lá bùa bị dán lên bụng nó. Thôi xong rồi, con cương thi bị dán bùa rồi mà vẫn khỏe như vâm, không hề hấn gì. Cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì sợi chỉ cũng hết tác dụng, đợi đến lúc nó cởi được chỉ, thì nào ba người chúng tôi cũng sẽ trở thành bữa ăn béo bở của nó. Tôi phải mau chóng nghĩ cách. Đột nhiên tôi để ý thấy cái vòi nước đang chảy tô tô của mình. Lúc đó tôi mới nhớ ra ông nội từng bảo cương thi sợ nước tiểu chảy đồng tử. Không thể chần chừ nữa, cương thi đâu phải con người có gì mà phải ngại chứ. Thế là tôi nhanh chóng bật vòi mở cửa xả lũ, tưới cho nó ướt nhẹp. Cương thi bị dính nước tiểu đồng tử thì kêu gào thảm thiết. Nhưng tôi không ngờ, khi tưới nước tiểu đồng tử lên người cương thi, thì máu chó được tẩm trên sợi chỉ cũng trôi hết. Vốn dĩ sợi chỉ có thể kéo dài tác dụng được lâu hơn, giờ đã bị rút ngắn thời gian còn một nửa. Cương thi giật tung sợi chỉ, nó đi đến tát tôi một bạt tai khiến tôi ngã văng ra đất, rồi bổ nhào đến định cắn tôi.
Trong lúc nó muốn lấy mạng tôi, thì tôi quờ tay vớ được chiếc vòng vàng ông nội cho. Cương thì cắn phải chiếc vòng, liền bị bắn ra xa vài mét. Còn hai chiếc răng nanh của nó thì bị gãy rơi trên mặt đất. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng thích chiếc vòng này. Không ngờ đồ ông nội cho lại là một bảo bối. Lúc này anh chàng kia cũng lấy lại sức và đứng lên. Cương Thi bị thương nặng thấy tình hình không ổn, nó đang định chạy thì anh chàng kia đã niệm chú gọi kiếm đồng xu từ trong nhà bay ra ngoài rồi cưỡi lên kiếm bay đuổi theo Cương Thi. Sau đó anh ta phóng kiếm về phía nó. Tuy không trúng Cương Thi nhưng vẫn chặn đứng được đường lui của nó. Tiếp đó anh ta lấy ra một lá bùa ra và dán lên trán Cương Thi khiến nó bất động, rồi cắm một nén hương vào miệng nó. Xong xuôi tôi đứng một bên ngây người nhìn. Anh chàng này lợi hại thật, rốt cuộc anh ta có lai lịch như thế nào? Ngay sau đó anh ta đi đến chỗ tôi, còn chưa đợi tôi nói năng gì, anh ta đã hỏi tôi, sao cậu lại có chiếc vòng này? Tôi kể vòng này là ông nội cho, bỗng anh ta cũng rút ra một chiếc vòng giống hệt của tôi. Chỉ khác nhau ở chỗ, vòng của anh ta có đầu phượng hoàng, còn của tôi là đầu rồng. Đầu tôi lập tức nhảy số, tôi bèn hỏi, lẽ nào anh là tiền đạo trưởng? Anh chàng lắc đầu rồi cười nói tôi là học trò của ông ấy. Tôi họ Ngưu, bởi vì từ nhỏ đã bạo dạn nên đã đi theo sư phụ học làm phép bắt ma quỷ. Sư phụ đặt tên cho tôi là Ngưu Đại Đảng. Tôi liền đáp rất vui được gặp anh Ngưu. Ông nội tôi sai tôi đến tìm tiền đạo trưởng để đối phó với lũ Cương Thi này. Ngưu Đại Đảng nói tiếp, tiền đạo trưởng đã sớm dự liệu được Cương Thi sẽ xuất hiện. Giờ ông ấy đang ở gần đây, ông ấy đang đối phó với Cương Thi Nam và con Cương Thi già. Tôi liền vui sướng khom lưng uốn gối nịnh nọt tiền đạo trưởng. Tiền đạo trưởng đúng là liệu sự như thần, không uổng công mấy ngày nay tôi vất vả đi tìm ông ấy. Đúng lúc chúng tôi đang trò chuyện rất vui vẻ, cả hai đều không để ý chư đại tràng đã tỉnh lại. Cậu ta đang mơ hồ nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến, tay cầm tẩu thuốc nói, rét quá, ở đâu có lửa vậy, cho tôi xin ít lửa châm điếu thuốc cho bớt lạnh với. Sau đó tôi thấy cậu ta đi đến trước mặt Cương Thi nữ, tôi đang định đi lên ngăn cậu ta lại thì cậu ta đã rút cây hương ra châm tẩu thuốc. Nữ Cương Thi bỗng chốc cử động, nó dứt khoát giật lá bùa xuống đưa vào miệng nhai. Chúng tôi thấy vậy tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhanh tay bịt mũi và miệng lại. May mà chưa đại chàng châm xong điếu thuốc đã trả cây hương về chỗ cũ thì nữ Cương Thi mới lại đứng im. Nào ngờ chưa đại chàng hút được vài hơi, cậu ta thấy tẩu thuốc đã tàn thì lại rút cây hương trấn hồn ra châm thêm. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, cây hương đã gãy làm đôi. Khó khăn lắm mới khống chế được con Cương Thi này, nào ngờ chưa đại chàng lại làm gãy cây hương trấn hồn chỉ vì châm tẩu thuốc. Bây giờ chưa đại chàng mới tỉnh táo lại nhận ra trước mặt chính mình là Cương Thi nữ. Cậu ta sợ tới nỗi vừa lăn vừa bò tới chỗ chúng tôi. Tôi bực mình đá bay cậu ta sang một bên. Tôi hỏi Ngưu Đại Đảm bây giờ phải làm sao? Ngưu Đại Đảm nói, cậu đừng trách cậu ấy. Cậu ấy như vậy là do chúng độc Cương Thi. Độc Cương Thi đã điều khiển ý thức của cậu ấy làm những việc có lợi cho Cương Thi nữ. Không cần lo đâu, uống đan dược của tôi vào sẽ nhanh được giải độc. Còn con Cương Thi nữ kia đã bị cậu làm gãy răng nên không còn nguy hiểm nữa. Sau đó anh ta móc ra một lá bùa màu đỏ ra và nói đây là bùa chú tối cao bất khả chiến bại siêu cấp hoàng gia, được bôi nước tiền của đồng tử. Tôi đã nghiên cứu và chế tạo ra nó để đối phó với Cương Thi nữ. Cả thế giới chỉ có duy nhất một lá nên cực kỳ quý giá. Nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ thì tôi sẽ không dùng đến. Nói rồi anh ta dán nó lên trên đầu Cương Thi nữ. Chỉ trong chốc lát Cương Thi nữ bị dán lá bùa tối cao bất khả chiến bại siêu cấp hoàng gia đã đứng im bất động. Tôi và chư đại tràng thốt lên khen ngợi đỉnh của đỉnh. Nhưng không ngờ vừa nói xong thì tôi nhìn thấy Cương Thi nữ lại bắt đầu động đậy. Lần này nó còn thè lưỡi ra liếm sạch lá bùa, rồi mới chập hai lá bùa làm một để ăn. Con Cương Thi này biết thưởng thức phết, như kiểu ăn bánh Oreo. Tôi nói với anh Ngưu, hình như lá bùa này của anh không làm gì được nó. Lúc này bầu không khí rất khó xử. Vì để lấy lại sự tôn nghiêm của mình, Ngưu Đại Đàm liền hô hây ya và xông lên. Không cần biết là bùa gì, anh ta dán một đống lên người Cương Thi. Vừa dán vừa hét to, này thì dán này. Ta dán này, ngươi cử động nữa đi, cử động xem nào, phối hợp chút không được à? Cương Thi nữ lập tức đứng im bất động. Ngưu Đại Đảm lấy lại được thể diện đắc thí vỗ vỗ Cương Thi nữ và nói, ngươi thử cử động cho ông coi. Chắc lúc này trong lòng Cương Thi đang nghĩ ta đang phối hợp với ngươi giả vờ diễn sâu, thế mà ngươi lại muốn chạm đến giới hạn cuối cùng của ta. Bỗng nó lập tức bóp chặt lấy cổ họng Ngưu Đại Đảm và lắc điên cuồng, rồi đá bay Ngưu Đại Đảm ra xa vài mét. Sau đó liền nghe thấy tiếng Cương Thi gầm rú. Trời bất chợt đổ mưa, hình như cơn mưa này có vẻ khác với mọi khi, đó là nước mưa màu đỏ, lại còn đặc sệt. Ngưu Đại Đảm kinh hãi nói, là mưa máu, mau vào trong nhà chú. Chúng tôi nhanh chóng chạy vào nhà, bỗng nhìn thấy hai con Cương Thi trông rất quen bay từ trên trời xuống. Chúng tránh được kiếm đồng xu và đưa Cương Thi nữ đi. Ngưu Đại Đảm thất kinh, thế mà hai con Cương Thi này không sợ kiếm đồng xu của ta, nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?
chẳng phải chúng đang đánh nhau với sư phụ ta sao? Tôi hỏi Nghiêu Đại Đảm, mưa máu là gì? Sao lại có mưa máu? Nghiêu Đại Đảm đáp, mưa máu thường được gọi là cơn mưa của vong linh, là điềm báo chẳng lành, báo hiệu ở một nơi nào đó trên thế giới này có nhiều người chết cùng một lúc. Mưa này oán khí rất nặng, một khi người sống ở trong mưa quá lâu thì oán khí sẽ xâm nhập vào cơ thể và nhất định sẽ chết. Bỗng nhiên Nghiêu Đại Đảm mở to mắt dường như đã liên tưởng đến chuyện đáng sợ và nói trong kinh hoàng, hai con cương thi đó xuất hiện ở đây và lại còn có mưa máu, lẽ nào tiền đạo trưởng chết rồi? Tôi nghĩ nghĩ rồi an ủi anh ta, sao có thể chứ, tiền đạo trưởng lợi hại như thế sẽ không có chuyện đó đâu. Hơn nữa hai con cương thi đó biết chúng ta chạy vào trong nhà tránh mưa nhưng lại không tấn công chúng ta mà chúng lại chạy trốn, chứng tỏ chúng không muốn giao chiến với ta, chắc hẳn là bị tiền đạo trưởng đánh thương nặng rồi. Nghiêu Đại Đảm nghe tôi phân tích như vậy thì như tỉnh cơn mê, sắc mặt anh ta cũng trở nên nhẹ nhõm yên tâm hơn. Bây giờ Chư Đại Tràng nói hai chúng tôi vừa mới chạy ra từ hang ổ của chúng, giờ chúng đã bị tiền đạo trưởng đánh trọng thương, đây chẳng phải là cơ hội tốt để diệt trừ chúng sao? Tôi và Nghiêu Đại Đảm nghe xong liền thốt lên, Chư Đại Tràng thông minh ghê, có thể quay về xử lý chuyện quan trọng rồi. Sau đó chúng tôi nghỉ ngơi để lấy lại sức, định đợi đến khi mưa tạnh sẽ đi đến hang ổ của chúng tiêu diệt những con cương thi ác độc này. Thế là chúng tôi chạy vào trong nhà tránh cơn mưa máu. Đợi mưa tạnh chúng tôi sẽ đến hang ổ của lũ cương thi tiêu diệt chúng. Tôi nhìn ra màn mưa, và lúc tôi đang suy tư không biết cơn mưa này đến từ bao giờ, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì thấy có thứ gì đó màu đỏ giống như mây đen nhưng lại không phải mây đen. Thế là tôi rút chiếc ống nhòm của mình ra soi, thì bị dọa sợ toát mồ hôi hột. Thứ đó đâu phải là mây đen, chúng rõ ràng là mấy con cương thi người nhuốm đầy máu đang bay trên không trung. Người chúng không ngừng phun ra chất độc màu đỏ. Tôi vội vã đưa ống nhòm cho Nghiêu Đại Đảm. Anh ta quan sát rồi nói, chúng là cương thi máu, một loài rất hung ác, chắc chắn là cương thi trận do cương thi nam điều khiển. Các ngươi nói đúng, tên cương thi đó không muốn giao chiến với chúng ta, nó muốn nhốt chúng ta ở đây. Tôi gấp gáp hỏi Nghiêu Đại Đảm, cương thi máu là gì thế? Nghiêu Đại Đảm đáp, cương thi máu thường xuất hiện theo bầy đàn, dùng để trấn áp linh hồn và bảo vệ lăng mộ, cách tạo ra chúng rất tàn nhẫn. Đó là chôn nhiều người đang sống sờ sờ cùng với người đã chết để họ tàn sát lẫn nhau kiếm cái ăn. Theo thời gian sẽ biến thành cương thi máu, cho nên oán khí của cương thi máu rất nặng, thích máu đã thành bản tính của chúng. Chúng là những cái xác không có ý thức biết đi. Độc tính của chúng rất mạnh, một khi bị dính chất độc cương thi máu phun ra hoặc bị chúng làm thương, nếu không xử lý trong vòng 2 phút thì sẽ chết ngay lập tức. Hơn nữa, sau khi chết cơ thể sẽ biến chất một thời gian rồi biến thành cương thi máu. Thế nhưng cương thi máu rất nhanh nhẹn, chúng vừa có thể bay trên trời lại vừa có thể chui xuống đất, chỗ nào chúng cũng có thể có mặt. Tôi nghe em mà khiếp sợ, liền hỏi cương thi máu lợi hại như thế, lát nữa chúng tấn công thì mấy chẳng phải anh em chúng ta sẽ phải bó tay chịu chết sao? Nghiêu Đại Đảm nghe xong không hề hoảng sợ mà đắc ý nói, mọi vật trên thế gian này đều có sự tương sinh tương khắc. Chúng có điểm mạnh thì tất nhiên cũng có điểm yếu. Tôi liền nói, lẽ nào điểm yếu của chúng là phòng ngự kém? Nghiêu Đại Đảm đáp, đúng vậy. Loại cương thi máu này tuy ở tầm xa gần như bất khả chiến bại, nhưng một khi ở cự ly gần thì rất dễ đối phó. Chỉ cần đâm vũ khí và pháp bảo vào tim hoặc đầu chúng, thì ngay lập tức chúng sẽ tan biến thành vũng máu. Cho nên chỉ cần chúng ta ở trong nhà không ra ngoài, chúng sẽ không dám chủ động tiến lên tấn công chúng ta. Tôi nói, như vậy không ổn đâu, chúng ta phải nghĩ cách phá vòng vây. Ông nội tôi bảo rằng, thời gian trôi qua càng lâu, thì sức mạnh của cương thi sẽ càng mạnh, càng kéo dài thời gian chúng ta càng bất lợi. Bọn chúng muốn dùng cương thi vây nhốt chúng ta không thể để chúng đạt được ý đồ. Như Đại Đảm nói, không phải là không có cách, chỉ là rủi ro rất lớn. Giờ chúng ta sẽ dụ đám cương thi đó xuống đây, rồi đánh giáp lá cả giết từng con một. Tự nhiên tôi và Chư Đại Tràng không còn sợ nữa. Sau đó Nghiêu Đại Đảm bắt đầu niệm chú triệu hồi cây kiếm đồng xu quay lại, rồi đưa cho Chư Đại Tràng và nói, ta và Chu Nhất Trích đã có chiếc vòng để đánh cương thi rồi. Bây giờ trong tay mỗi người đều có một vũ khí, nhớ kỹ lát nữa nhất định phải tấn công vào đầu hoặc tim chúng. Tôi cùng Chư Đại Tràng gật gật đầu. Sau đó Nghiêu Đại Đảm tung mấy lá bùa lên không trung, hai tay chắp lại bắt đầu niệm chú. Tình khởi báo phục, thiên thanh địa minh, pháp ngoại tam thanh đọa khai pháp phân, diệt hồn diệt linh, đồ tẫn thử sát, đảo chuyển vô tình. Tức thì mấy tấm bùa phát ra ánh sáng chói mắt, vèo một cái liền bay lên trời đến thẳng chỗ đám cương thi. Nhưng khiến chúng tôi không lường được là ngay khi lá bùa sắp đến gần cương thi, thì chúng lập tức há miệng phun ra từng ngụm máu tươi để chặn lá bùa làm các lá bùa nổ tung. Lúc này vẻ mặt Nghiêu Đại Đảm bỗng trở nên nghiêm trọng, nhưng đâu ngờ bấy giờ nguy hiểm đang rình rập phía sau chúng tôi. Lũ cương thi đã tạo ra mưa máu, từng con cương thi đang lặng lẽ chui lên ngày càng nhiều từ các vết nứt trên mặt đất. Nghiêu Đại Đảm liền dùng bùa nổ tấn công chúng.
không ngờ lại bị chúng phun máu ngăn cản nên lá bùa bất chợt nổ tung, thoáng chốc trời mù mịt khói. Như đại đàm dùng ống nhòm của tôi nhìn màn khói dày đặc, mặt anh ta liền nhăn nhó. Không biết bùa nổ có tác động đến cương thi không, bỗng tôi phát hiện mưa máu đã tạnh. Như đại đàm nhìn ra và nói, xem ra bùa nổ vẫn có tác dụng. Chợt Chư Đại Tràng hỏi, ngươi có ngửi thấy mùi tanh trong phòng không? Bây giờ tôi mới phát hiện trong phòng có mùi kỳ lạ. Quay lại nhìn thì ôi mẹ ơi, từng con cương thi lũ lượt chui ra từ vũng máu trên sàn nhà. Chúng muốn tập kích chúng tôi. Nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì ở cự ly gần thì chúng chẳng khác zombie trong game đột kích là bao. Nếu là mọi khi tôi sẽ cầm khẩu SLR, M249 hoặc 47, RPG và khẩu 6 nòng bắn chúng bằng bằng chiếu. Nhưng Chư Đại Tràng còn đỉnh hơn cả tôi, cậu ta là cao thủ cận chiến, có súng không dùng chuyên đánh cho zombie yếu máu trước, rồi mới chạy lên chém chúng mỗi con một nhát. Cả đám zombie bị Chư Đại Tràng cầm dao đuổi theo chém. Chư Đại Tràng vừa nhìn thấy cương thi thì bắt đầu trở nên phấn khích, bệnh nghề nghiệp lại phát tác. Cậu ta lập tức cầm kiếm đồng xu xông lên chém cương thi lia lịa. Chẳng hiểu sao tất cả các đòn tấn công đều bị móng vuốt cương thi cản được. Như Đại Đàm thấy vậy liền nói, ngươi bị ngu à, đây là cương thi Trung Quốc, tác động vật lý không có tác dụng với chúng đâu, phải dùng pháp thuật mới được cơ. Kiếm đồng xu hết pháp lực rồi, ngươi mau cắn đầu ngón tay chảy máu, rồi bôi máu đồng tử lên kiếm, như vậy pháp lực mới mạnh hơn. Chư Đại Tràng liền làm theo, cắn đầu ngón tay rồi bôi máu đồng tử của mình lên kiếm. Quả nhiên kiếm đồng xu lập tức có phản ứng, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Như Đại Đàm liền nói, máu của tên nhóc này lợi hại hơn ta đó. Sau đó Chư Đại Tràng tấn công như vũ bão về phía cương thi. Lần này cương thi vẫn dùng móng vuốt ngăn cản, nhưng không ngờ móng vuốt lại bị chém đứt lìa. Có Chư Đại Tràng kinh nghiệm đầy mình ở đây, xem ra lần này có thể phát huy hết tác dụng rồi. Cậu ta chém cho con cương thi trước mặt một nhát, cương thi lập tức hóa thành một vũng máu. Mấy con ngu si đần độn đằng sau cũng tấn công về phía Chư Đại Tràng. Chư Đại Tràng chỉ động nhanh như chớp khiến chúng quay cuồng chóng mặt. Còn chưa nhìn thấy Chư Đại Tràng đang ở đâu thì chúng đã hóa thành một vũng máu lần lượt về chầu ông bà. Trải qua trận chiến ác liệt này, tôi và Như Đại Đảm bỗng chốc trở thành fan hâm mộ của Chư Đại Tràng. Chư Đại Tràng ngươi ngầu quá đi. Chư Đại Tràng được chúng tôi nịnh bợ thì bắt đầu đắc chí, ngang nhiên đứng trên vũng máu nhảy múa. Tôi còn dùng ống nhòm của mình tấu nhạc cho Chư Đại Tràng. Nhưng đột nhiên tôi bị dọa điếng người, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn Chư Đại Tràng. Bởi vì sau lưng cậu ta xuất hiện một con cương thi khổng lồ, tạm thời cứ gọi nó là quái vật đỏ lòm đi. Chư Đại Tràng thấy tôi không động đậy thì nói lên nhạc tiếp đi để tôi nhảy. Tôi du lấy bẩy chỉ ra phía sau Chư Đại Tràng, cậu ta quay đầu nhìn thì bị dọa sợ tè ra quần. Cậu ta nhanh chóng ra đòn tấn công con boss, chém tới thấp vào đầu và mặt nó, nhưng con cương thi không hề coi cậu ta ra gì. Nó vươn tay búng nhẹ một cái, chỉ nghe vút một cái Chư Đại Tràng đã bị búng bay ra ngoài cửa sổ. Tôi bị dọa sợ run cầm cập, vội nhìn sang Như Đại Đảm, toang rồi, anh ta cũng run không kém gì tôi. Tôi liền hỏi Như Đại Đảm thế này là thế nào? Như Đại Đảm đáp, đây chắc là dạng hợp thể của lũ cương thi, chúng cố tình đến nộp mạng mục đích là để hợp thành con boss đối phó với chúng ta. Nhìn màn tấn công nó lúc nãy của Chư Đại Tràng có thể thấy, vũ khí của chúng ta không chống lại được nó rồi. Tôi hỏi thế bây giờ phải làm sao? Như Đại Đảm đáp, còn có thể làm gì, chạy thôi. Tôi đang định bỏ chạy thì sau lưng chúng tôi xuất hiện cảm giác ớn lạnh, chỉ thấy một bên chân của tôi đã bị nó tóm lấy. Giây phút nó tóm lấy chân tôi, một cơn ớn lạnh chạy thẳng lên não, chợt tôi mất đi ý thức lăn ra hôn mê. Như Đại Đàm liền niệm chú, đầu ngón tay anh ta biến ra một ngọn lửa cháy hừng hực, rồi anh ta dứt khoát chém đứt xúc tu của cương thi. Sau đó anh ta bế tôi bỏ chạy ra ngoài đến trước mặt Chư Đại Tràng. Sau một hồi bất tỉnh, lúc này tôi dần lấy lại được ý thức. Tôi nghĩ bụng may mà có chiếc vòng tay này, không thì tôi đi đời nhà ma thật rồi. Kế đó con quái vật cũng xông ra, cơ thể nó mọc ra xúc tu tập kích chúng tôi. Vì để bảo vệ tôi và Chư Đại Tràng, Như Đại Đàm đã xông lên vung kiếm chém xúc tu, nhưng xúc tu vừa mới bị chém đứt không lâu sau lại mọc ra cái mới. Tôi ở bên cạnh quan sát thì thấy mặc dù con quái này coi thường đòn tấn công bằng pháp bảo, nhưng tốc độ di chuyển của nó lại rất chậm chạp. Nó chỉ có thể tấn công bằng xúc tu, động tác trông rất cồng kềnh nặng nhọc. Bỗng tôi nhớ lại lúc mình bị nó tóm, tôi liền vội vàng nói với Như Đại Đảm, tuyệt đối đừng để xúc tu của nó bắt được, nếu không anh sẽ bị hút hết dương khí đó. Ban nãy khi nó tóm chặt lấy tôi thì có luồng khí lạnh ập tới xông thẳng lên não, nên tôi mới bất tỉnh. Vừa nhận được tin tình báo thì Như Đại Đảm bị xúc tu quật hất bay sang đây. Sau đó tôi nhìn thấy vòi xúc tu đánh về phía chúng tôi nhanh như bay. Tôi và Chư Đại Tràng bỗng chốc hoảng loạn, còn Như Đại Đảm cực kỳ bình tĩnh không chút hoảng sợ. Hình như anh ta đã có cách đối phó. Tôi mừng thầm nghĩ lần này không sao rồi.
Tôi thấy tay trái anh ta hướng lên trời một góc 45 độ, tay phải giơ lên giữa chân mày bắt đầu niệm chú, phiên thiên ấn kết ngô trưởng tâm. Ngô nãi thiên hoàng thủ chấp linh ấn, đả thiên thiên khai đả địa địa liệt, đả nhân nhân trưởng sanh, đả quỷ quỷ tiêu diệt, ngô phụng thái thượng lão quân hỏa cấp như luật lệnh. Sau đó lòng bàn tay liền xuất hiện phiên thiên ấn xoay tròn liên tục. Ngay khi xúc tu sắp chạm vào chúng tôi thì Ngưu Đại Đàm hét to và tung ấn đánh ra. Phong ấn ép tới, đánh thẳng về phía con quái vật. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, quái vật đã biến thành vũng máu đọng lại trên mặt đất. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng như vậy, ngay lập tức khom lưng uốn gối nịnh bợ, để nói ai là người giỏi nhất thì đó chính là anh Ngưu Đại Đàm. Tôi bèn hỏi Ngưu Đại Đàm, sao ban nãy ở trong nhà không dùng chiêu này? Ngưu Đại Đàm đáp, chiêu này chỉ có thể dùng để đối phó với loại boss to. Lúc nãy cũng là lần đầu tiên ta gặp phải loại boss này, nên không biết các thuộc tính của nó hơn nữa, trong nhà ở cự ly gần quá cũng không thi triển được. Ba chúng tôi cứ vậy mà đứng chém gió. Đột nhiên, một vòi xúc tu đánh mạnh lên người Ngưu Đại Đàm làm anh ta phun ra một ngụm máu. Con quái vật đó đã trở lại nguyên hình, xem ra nó còn có năng lực hồi sinh. Lúc đó tôi mắng cho hệ thống té tát. Nhất định phải chơi tôi mới được hả? Con boss này lợi hại quá, đầy đủ các thuộc tính, đánh mãi không chết, lại còn có nhiều xúc tu làm người ta chạy mãi không thoát. Tôi còn là người chơi mới nữa. Thế này thì chơi kiểu gì? Ba chúng tôi bị xúc tu của quái vật cuốn lấy, từng luồng dương khí theo các xúc tu tiến vào người nó, cơ thể nó dần dần to hơn. Tôi và Ngưu Đại Đàm có chiếc vòng bảo vệ, tuy bị hôn mê, nhưng dương khí không bị hút nhiều, còn chưa đại tràng thì thảm rồi. Cơ thể cậu ta dường như đã bị hút cạn không còn một giọt nào. Đúng lúc này, tôi dùng chút ý thức còn sót lại nghe thấy có một giọng nói truyền đến, chỉ là một con yêu nghiệt nhỏ bé mà không tự lượng sức dám hại học trò của ta. Trong mơ hồ chỉ thấy một đạo sĩ áo vàng xuất hiện trên trời. Tiền đạo trưởng đến rồi, cuối cùng có thể yên tâm mà ngủ rồi, tôi đợi ông tận 10 tập rồi đấy. Ông có biết 10 tập này tôi đã trải qua như thế nào không? Tiền đạo trưởng xuất hiện trên không trung, một thanh kiếm gỗ đào bay ra từ phía sau ông ấy, tỏa ra ánh sáng màu vàng, vụt một cái đã chém đứt xúc tu. Cuối cùng ba chúng tôi cũng được cứu rồi, nhưng lại cảm thấy cơ thể rất yếu ớt và không cử động được. Chỉ thấy tiền đạo trưởng vung tay ra, phiên thiên ấn đã đánh con quái vật lùi về phía tường. Con quái vật đã hút tinh khí của chúng tôi nên dường như nó càng mạnh hơn, không ngờ nó lại đỡ được phiên thiên ấn. Nó lập tức vươn xúc tu khóa chặt tiền đạo trưởng, bỗng tiền đạo trưởng hét lên, một nguồn sức mạnh kỳ lạ phá nát xúc tu. Nếu một lần không đủ thì lại thêm mấy lần nữa. Sau đó tiền đạo trưởng liên tiếp tung ra vô số phiên thiên ấn. Tôi nhìn mà không khỏi cảm thán, quả nhiên là sư phụ có khác. Ngưu Đại Đàm hết niệm chú lại tạo thế làm phép, tốn bao nhiêu sức mới tung ra được tuyệt chiêu, còn đến lượt tiền đạo trưởng thì lại là liên hoàn trưởng. Trong giây lát tung ra nhiều trưởng như thế, tuy con quái vật đã ra sức chống đỡ, nhưng nó vẫn không thể chống lại. Cuối cùng nó chết và biến thành một vũng máu. Lúc này Ngưu Đại Đàm đã tỉnh lại, anh ta nói với tiền đạo trưởng, sư phụ, con quái này biến thành máu nhưng vẫn có thể hồi sinh. Vừa nãy con cũng tưởng nó chết rồi, vì quá khinh suất nên mới bị tập kích. Tiền đạo trưởng vuốt tròm râu nói, đồ nhi ngốc, vi sư bình thường dạy con thế nào? Người ta có câu, nhân lúc người bệnh thì phải đánh người. Để đối phó với cương thi máu thì phải dùng trùng cương thi, khi nó hóa thành máu mới có thể diệt trừ tận gốc. Con cương thi này con càng đánh nó càng mạnh, hôm nay cũng coi như là ta được mở mang kiến thức. Ngưu Đại Đàm bỗng cảm thấy hổ thẹn, anh ta nói, con đến chỗ mộ tìm trùng cương thi. Tiền đạo trưởng vội vàng vươn tay chặn lại, ông ta rút ra một bình hồ lô và nói, không cần đâu. Ta bấm tay tính toán thì biết con sẽ gặp phải một kiếp nạn, trong hồ lô này đã có trùng cương thi rồi. Sau đó ông ấy vung tay về phía vũng máu và bắt đầu làm phép. Tôi tò mò hỏi, ông ấy đang làm gì thế? Chỉ thấy ba viên ngọc sáng rực bay ra từ trong vũng máu, một trong số chúng cực kỳ sáng. Rồi tiền đạo trưởng kêu chúng tôi há miệng nuốt chúng, chứ đại tràng được nuốt viên sáng nhất. Bỗng chốc chúng tôi liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe khoắn hẳn. Ngưu Đại Đàm bèn bảo hai bọn tôi mau bái kiến tiền đạo trưởng. Chúng tôi vội vàng nói, bái kiến tiền đạo trưởng. Xong xuôi, tiền đạo trưởng mở hồ lô thả trùng cương thi ra. Trùng cương thi càng ăn càng nhiều. Trong chốc lát, con cương thi muốn hồi sinh và vũng máu đã bị trùng cương thi ăn sạch. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng không ngờ trùng cương thi lại quay lại tấn công chúng tôi. Tôi và Chư Đại Tràng sợ khiếp vía hô lên, trùng cương thi đến rồi. Thế nhưng tiền đạo trưởng không chút hoảng loạn. Ông ta vừa làm phép vừa nói, quy luật tự nhiên trong mờ dương đạo, vạn vật sinh trưởng và kìm hãm lẫn nhau, chúng có những điểm mạnh nhưng cũng có những điểm yếu. Sau đó ngón tay ông ta phát ra một luồng ánh sáng chiếu vào đám trùng cương thi. Trùng cương thi lập tức bùng cháy và biến thành tro bụi. Đợi đến khi được giải huy, tôi bèn lôi chiếc vòng tay của mình ra. Tiền đạo trưởng vừa nhìn đã biết tôi là ai. Ban nãy khi giao chiến với hai con cương thi kia,
ta đã khiến chúng bị thương nặng. Chúng đã dùng thủ đoạn bỉ ổi là trận pháp cương thi máu để chạy thoát. Bây giờ chúng ta sẽ lần theo khí xác chết đi tiêu diệt bọn cương thi này. Chúng tôi theo chân tiền đạo trưởng đến ngôi nhà trước kia, nhưng nơi đây trống trơn không một bóng người. Tiền đạo trưởng lấy ra một cái la bàn và nói, xem ta phá vỡ trận pháp của chúng đây. Nói rồi ông ta tung la bàn lên không trung. Một luồng ánh sáng màu vàng phát ra từ đáy la bàn, chẳng mấy chốc ngôi nhà đó hiện ra một cách kỳ diệu. Đúng vào lúc chúng tôi định phá cửa đi vào thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Tiền đạo trưởng dùng la bàn thi triển phép thuật, phá giải thuật che mắt của cương thi nam, thành công ép nó xuất hiện. Chúng tôi đang định phá nhà lính đánh thẳng nhà chính thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Con cương thi nam này can đảm thế à? Chẳng lẽ nó muốn khai chiến liều mạng bảo vệ nhà chính sao? Thế nhưng chúng tôi đã đánh giá cao con cương thi này rồi, đợi mãi vẫn không thấy con ruồi nào bay ra. Tiền đạo trưởng nói, chắc chắn là nó cố ý mở cửa, bên trong có mai phục đó. Giờ chúng ta sẽ vào trong, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói rồi tiền đạo trưởng đưa cho tôi và chư đại tràng mỗi đứa một lá bùa để phòng thân. Sau đó ông bay vào trong ngôi nhà, Như Đại Đảm cũng theo vào. Tôi cũng đang định vào thì chư đại tràng bỗng biểu hiện lươn lẹo. Cậu ta túm tôi lại và nói, hay là mọi người vào trước, tôi ở ngoài này canh chừng cho mọi người. Đầu tôi lập tức bốc lửa giận, đâu ra mà lắm chuyện thế. Thế là tôi đá bay con thỏ đế này vào trong. Vào bên trong, chúng tôi nhìn thấy phía trước có một đám mây đen đang sấm chớp đùng đùng chặn đường đi của chúng tôi. Tiền đạo trưởng bèn nói, không ngờ con cương thi nam này lợi hại thế, nó đã học được thiên lôi trận của môn phái Sa Điêu chúng ta. Tôi hỏi tiền đạo trưởng, thiên lôi trận là gì? Thiên lôi trận là một loại trận pháp phòng thủ, dễ thủ khó công. Ai xâm phạm thiên lôi trận thì sẽ bị đánh cho hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Rồi tiền đạo trưởng nhìn sang chư đại tràng và nói, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Thiên lôi trận thuộc âm nên phải dùng đồng tử có dương khí cực mạnh làm phép, đó là làm đồng tử dẫn lôi thì chúng ta sẽ an toàn vượt qua. Chư đại tràng nghe xong không khỏi lùi sau hai bước và nói, ông già đừng đùa thế chứ tôi còn chưa cưới vợ đâu, không thể chết như thế được. Tiền đạo trưởng ai ủi cậu ta, dương khí của cậu rất mạnh, cộng thêm việc làm phép và có pháp bảo bảo vệ, như vậy là đã quá đủ để chống lại thiên lôi trận. Như Đại Đảm nói thêm vào, hơn nữa mấy năm trước tôi làm đồng tử của phái Sa Điêu, thông thường khi tu luyện sẽ là làm phép bảo vệ thân thể và dùng thiên lôi trận để rèn luyện bản thân. Không biết chừng cậu còn có thể có cơ duyên phi thăng thành tiên. Nếu không phải vì tôi đã phá giới quá nhiều lần, nên dương khí bị tổn hại không thì tôi mong lần này có cơ hội tu luyện còn không được. Chư đại tràng nghe Như Đại Đảm nói liền tin sái cổ, thái độ bỗng chốc quay ngoắt 360 độ, vừa nghe thấy có thể thành tiên liền bất chấp tất cả, nhanh chóng để tiền đạo trưởng làm phép cho cậu ta. Tiền đạo trưởng lập tức niệm chú. Chư đại tràng hai tay cầm hai chiếc vòng tay rồi bay vụt về phía thiên lô trận. Tức thì tất cả các tia sét đánh vào chư đại tràng, đánh cho chư đại tràng lấy sáng lấp lánh và trở thành anh chàng đẹp trai nhất trên bầu trời đêm nay. Tôi còn cảm giác như ngửi thấy mùi thơm của lợn sữa quay trong không khí. Ba người chúng tôi nhanh chóng vượt qua được thiên lôi trận, đánh thẳng vào đại điện. Chỉ thấy lão cương thi đang thi triển phép thuật, xem ra thiên lôi trận là do lão dựng lên. Lão cương thi cũng phát hiện ra chúng tôi, lão phất tay một cái, một con cương thi liền nhào đến tấn công chúng tôi. Tiền đạo trưởng lập tức vung kiếm gỗ đào chém nó thành chân gà. Lão cương thi không hề hoảng sợ, ngược lại còn cất tiếng cười và nói, không ngờ các ngươi có thể qua được thiên lôi trận, nhưng không sao, hôm nay các ngươi đừng ai mong có thể sống sót rời đi. Tiền đạo trưởng khinh thường nói, sao thế, muốn vùng dậy rồi à, ghê gớm thế, nãy ngươi chạy làm gì, thôi đừng có phí lời nữa, chiến nhau luôn đi, xem ai thu phục ai. Nói rồi tiền đạo trưởng phá thiên lôi trận của lão cương thi, sau đó đánh ra vô số phiên thiên ấn. Nào ngờ lão không né đòn mà còn cười vô cùng đắc ý, lão hoàn toàn không hề hấn gì. Lão cười nói, còn thứ gì lợi hại hơn nữa không, mau đem ra nốt đi, nếu không còn thì đến lượt ta. Rồi hắn lập tức phóng tia sét đen về phía chúng tôi. Tiền đạo trưởng vội vã giơ kiếm gỗ đào lên cản, Như Đại Đảm liền làm phép truyền nội lực cho sư phụ để cản tia sét. Tiền đạo trưởng hét to, xem ra chúng ra đến muộn một bước rồi, mấy con cương thi này biến được các hiện tượng thời tiết rồi. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách thoát thân, không được ham chiến. Chúng tôi nhanh chóng rút ra ngoài và đưa cả chư đại tràng đi cùng. Chúng tôi định về làng hồi phục sức lực, bàn bạc cùng nghĩ cách để đánh trận quyết định cuối cùng. Sau khi chạy ra khỏi đó, tiền đạo trưởng bảo chúng tôi dừng lại một lát rồi nói với Nhiêu Đại Đảm, mấy đứa về làng trước đi, còn ta thì phải về Linh Sơn lấy mấy thứ, lấy xong ta quay lại ngay. Nói xong tiền đạo trưởng liền cưỡi kiếm đi rồi. Chúng tôi ngưỡng mộ tiền đạo trưởng muốn chết đi được. Tôi nói với Nhiêu Đại Đảm, lúc nào thì anh mới dạy tôi cưỡi kiếm đây? Nhiêu Đại Đảm nói, đợi đến khi ngươi gọi ta là sư phụ thì ta liền dạy người. Tôi bĩu môi hừ hừ, muốn học lỏm xíu thuật cưỡi kiếm mà cũng không được.
Hai người bọn họ cũng tầm tầm tuổi nhau mà tôi thà bị cương thi cắn, thà bị mấy bà dì nói xấu còn hơn là nhận ngươi làm sư phụ. Nhưng chân tôi lại rất là thành thực, trực tiếp quỳ thẳng xuống đất rồi nhích từng chút một đến trước mặt Ngưu Đại Đảm rồi nói, xin thầy dạy con cách cưỡi kiếm với ạ. Ngưu Đại Đảm cười to thành tiếng rồi nhanh chóng đỡ tôi dậy và nói, ai ya, đều là anh em với nhau sao lại tỏ ra xa lạ như vậy, đợi quay về làng ta liền dạy cho ngươi. Sau đó tôi liền vui vẻ đi nhanh về làng. Không biết đi được bao xa rồi, chắc sắp đến làng rồi thì đúng lúc này chúng tôi lại nghe thấy tiếng đánh súng, gần đó có mấy người cảnh sát đang điên cuồng nổ súng ầm ầm. Tôi nghĩ thầm họ đang làm cái gì vậy nhỉ? Đang chơi PUBG phiên bản đời thực đó hả? Bởi vì như Đại Đảm phải cõng của nợ chứ đại tràng nên đi chậm hơn xíu, thế là tôi liền chạy qua chỗ mấy cảnh sát kia xem có vụ gì. Đến gần thì tôi liền thấy trưởng làng đã biến thành cương thi đang chậm chậm đi về phía chúng tôi, phía sau ông còn có mấy con cương thi tiểu tốt nữa, xem ra trưởng làng là con đầu đàn. Không hổ danh là trưởng làng, cho dù biến thành cương thi rồi mà vẫn có thiên phú làm người lãnh đạo. Thấy đám cương thi ngày càng đến gần thì đội trưởng đội cảnh sát liền điên cuồng bắn vào chúng và còn quát mắng cấp dưới, cố gắng khống chế tình hình, bắn vào đầu ý bắn nổ đầu chúng. Lúc bình thường bảo các ngươi phải học bắn súng cho tốt thì các ngươi không học, thật phí công dạy lũ phế vật các ngươi. Mặc dù họ liên tục bắn ầm ầm làm có con nổ đầu rồi nhưng đạn này chỉ có thể làm lũ cương thi lùi lại chứ không ảnh hưởng nhiều đến lũ cương thi. Tôi đứng bên cạnh thấy vậy thì rất sợ hãi, tôi hét to nói với bọn họ súng ống đạn dược không có tác dụng đâu, nếu muốn đánh bại lũ cương thi này thì phải dùng đến pháp thuật cơ. Lúc này họ mới chú ý đến tôi, đội trưởng cảnh sát thấy tôi chỉ là một tên nhóc con nên không tin lời tôi nói, chỉ nghĩ tôi chỉ muốn gây rối thêm nên bảo tôi im lặng đứng đợi ở đó. Tôi tức quá mà không làm gì được, tôi là ai cơ chứ, tôi là người đã từng nhìn thấy những chuyện nguy hiểm hơn rồi đấy. Tôi vừa đối đầu với thủ lĩnh cương thi giờ không thèm để lũ cương thi tiểu tốt này vào mắt. Tôi lấy một tấm bùa mà tiền đạo trưởng cho ra rồi ném về phía một con cương thi tiểu tốt bên cạnh, ném chúng ngay giữa trán nó. Nó liền đứng im bất động. Đội trưởng cảnh sát thấy thế nói lớn, ha, thằng nhóc này vậy mà cũng có bản lĩnh phết nhỉ. Nói xong liền thay đổi cách nhìn về tôi hẳn. Lúc này như Đại Đảm đúng lúc đi đến nơi thấy cương thi thì liền buông chư đại tràng ra rồi lấy kiếm đỏ ra phi qua chỗ đám cương thi. Tôi vội vàng nói to với đội trưởng cảnh sát đừng bắn nữa. Đội trưởng cảnh sát thấy có người xông về phía đám cương thi thì liền gấp gáp bảo mọi người đừng bắn nữa rồi mắng, các ngươi chán sống rồi à. Sau đó liền thấy Ngưu Đại Đảm phi nhanh về phía lũ cương thi rồi nhanh gọn giết chết mấy con cương thi tiểu tốt phía trước. Tôi ở bên cạnh hô hào giỏi quá giỏi quá. Cuối cùng chỉ còn lại cương thi trưởng làng, hai người đứng nhìn nhau một giây, Ngưu Đại Đảm cũng không niệm tình nữa mà dứt khoát bay về phía trưởng làng cương thi. Nhưng chỉ nghe đinh một tiếng giống như tiếng chém vào sắt vậy, kiếm đồng tiền cứ thế mà bị gãy làm đôi. Sau đó trưởng làng cương thi liền đánh về phía Ngưu Đại Đảm. May mắn Ngưu Đại Đảm dùng đoạn kiếm đồng tiền gãy còn lại ngăn lại chiêu đó. Nhưng chiêu đó trưởng lão cương thi dùng sức rất mạnh làm Ngưu Đại Đảm trực tiếp quỳ một chân xuống đất, một chân thì bị chìm hẳn xuống đất không thể động đậy. Đúng lúc này, trong người trưởng lão cương thi có một thanh sắt màu đen bay ra, công kích về phía Ngưu Đại Đảm. Lúc thanh sắt sắp đâm trúng mắt của Ngưu Đại Đảm thì đột nhiên có một dòng điện bay ra từ phía sau tôi, bay thẳng về thanh sắt đó, lẽ nào người đó chính là? Tôi vừa quay đầu lại thì thấy chư đại tràng như biến thành Super Saiyan vậy, hai mắt phát ra điện. Chư đại tràng hợp nhất hai vòng tay lại rồi bắn ra một dòng điện đánh về phía thanh sắt của trưởng làng cương thi, làm rơi thanh sắt đó xuống đất. Sau đó lại bắn tiếp một dòng điện về phía trưởng làng cương thi làm trưởng làng bị đốt cháy đen thùi lùi. Trưởng làng tức quá bay thẳng về phía chư đại tràng, sau đó hai người liền lao vào nhau đánh đấm túi bụi. Tôi sợ hãi vội vàng chạy về phía Ngưu Đại Đảm. Mấy cảnh sát chưa nhìn thấy cảnh thần ma đánh nhau bao giờ, ai cũng sợ hãi run rẩy nấp phía sau chúng tôi. Đợi đến khi Ngưu Đại Đảm rút được chân ra khỏi đất, tôi mới hỏi chư đại tràng bị gì thế, sao tự nhiên lại giỏi như vậy. Ngưu Đại Đảm nói có thể là do thiên lôi trận vừa rồi đã giúp chư đại tràng giác ngộ được gì đó rồi. Giác ngộ là cái gì? Bộ lợi hại lắm hả? Thấy tôi không hiểu, Ngưu Đại Đảm liền giải thích, như này nhé, phái Sa Điêu chúng ta hiện tại mới chỉ có 3 người là hai vị trưởng môn và tiền đạo trưởng đã giác ngộ mà thôi, nhưng hai vị trưởng môn đã qua đời rồi. Tôi nghe vậy thì không thể tin nổi, cái tên chỉ biết cản trở mọi người chư đại tràng đó vậy mà lại có thể mạnh đến như vậy, thế chẳng phải sau này mình sẽ trở thành người níu chân sau mọi người sao? Nghĩ vậy tôi liền vội vàng hỏi Ngưu Đại Đảm, anh xem bao giờ thì tôi mới giác ngộ. Ngưu Đại Đảm nói cái này phụ thuộc vào hành động sau này của tôi. Tôi vừa mới tán dương chư đại tràng một xíu thì vừa nhắc Tào Tháo liền đến rồi. Thì ra chư đại tràng bị đánh bay qua đây, bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Xem ra thời gian biến đổi đã hết rồi. Tôi đang định đi qua đỡ chư đại tràng thì lại nhìn thấy trên người anh ta có dính thứ gì đó, trên đó viết bom mì dưa chua quê hương. Sau đó bùm một tiếng nổ tung luôn rồi. Cái đó nổ xong tỏa ra mùi hương như mùi chân thối vậy.
cái mùi đó làm tôi suýt chút nữa thì biến thành cương thi luôn. Lúc này Như Đại Đảm nói đây có thể là chứng khí độc của lũ cương thi, mọi người nhanh bịt mũi lại. Đúng vào lúc này, Tiền Đạo Trưởng đến, ông cầm cái gì đó bay nhanh từ trên trời xuống chửi mắng, đồ súc sinh, vậy mà lại dám dùng thứ thuốc độc mì dưa chua này để làm hại mọi người. Hôm nay xem ta thu phục ngươi đây. Nói rồi liền lấy hồ lô ra hút hết khí độc xung quanh chúng tôi. Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ thứ mà Tiền Đạo Trưởng cầm là mì con voi. Chỉ thấy Tiền Đạo Trưởng ném gói mì con voi về phía tên cương thi kia. Tên cương thi đó cũng biết gói mì này rất mạnh, liền nhảy lên muốn tránh thoát. Nhưng Tiền Đạo Trưởng lại rất quyết liệt, không cho tên cương thi đó cơ hội. Ông ấy dịch chuyển đến phía trước gói mì con voi, túm lấy gói mì đó rồi lại dịch chuyển đến phía sau tên cương thi, rồi dán gói mì vào tên đó. Sau đó một cơn gió quét qua mặt tôi, Tiền Đạo Trưởng đã quay về chỗ chúng tôi rồi. Bỗng phía xa bùm một tiếng, sức mạnh khủng khiếp của vụ nổ đã làm tên cương thi rất mất đầu. Tên đó điên tiết lên, nhặt đầu lên nắp lại rồi há to miệng ra, liền thấy chỗ dưới chân hắn bất ngờ liên tục xuất hiện mì dưa chua và bom bay lên tập trung hết ở miệng tên cương thi đó, tạo thành một quả cầu đen xì đang không ngừng to lên. Tôi cực kỳ sợ tên cương thi này, tôi đang thắc mắc sao mấy hôm nay siêu thị lại không có mì dưa chua, thì ra đều ở trong chân của tên cương thi này rồi. Đây là không cần làm gì cũng có thể xử đẹp tôi luôn rồi. Sau đó, Tiền Đạo Trưởng đưa cho chúng tôi mỗi người một gói mì con voi và nói, mọi người không cần sợ, nhắm chặt mắt lại. Chỉ cần trong lòng chúng ta luôn đong đầy chính nghĩa thì nhất định sẽ chống chọi được cuộc tấn công này và đánh bại cái ác. Sau đó chúng tôi nhắm mắt lại, một cỗ năng lượng chính nghĩa bao phủ khắp người chúng tôi. Tên trưởng làng cương thi kia dùng hết sức của người đi. Sau đó, một quả bom chân thối như bom hạt nhân bay nhanh đánh về phía chúng tôi, chớp mắt đã đến chỗ chúng tôi rồi nổ tung. Dưới sự bảo hộ của khiên bảo vệ, chúng tôi sống sót một cách thần kỳ, sau đó cỗ năng lượng trong cơ thể cũng dần biến mất. Trưởng làng cương thi thấy cơ hội đã đến liền mang ngọc cương thi bay về phía chúng tôi. Chỉ thấy Tiền Đạo Trưởng mang pháp bảo ra là một cái quạt hình hồ lô rồi dùng nó chặn ngọc cương thi lại. Sau đó Tiền Đạo Trưởng cười lạnh nói, phản công. Cùng với việc ngọc cương thi nổ tung, tất cả năng lượng đều đánh về phía trưởng làng cương thi, thoáng chốc trưởng làng cương thi như bị ngũ mã phanh thây chết không kịp ngáp. Nhưng đúng vào lúc này, bầu trời lại xuất hiện mây đen mù mịt, một tên cương thi nam mặc đồ đỏ bay từ trên trời xuống. Hơn nữa đằng sau hắn còn có một đôi cánh, xem ra hắn đã tiến hóa thành cương thi bay rồi. Tên cương thi nam mặc đồ đỏ bay nhanh về phía chúng tôi. Tiền Đạo Trưởng vội vàng lấy hai tấm bùa ra rồi niệm chú, thiên thanh địa danh, tứ ngã thần linh. Nói xong liền ném hai tấm bùa đi làm tên cương thi bay kia bị đánh bay xa mấy mét. Sau đó Tiền Đạo Trưởng lấy kiếm gỗ đào ra dán lên thanh kiếm lá bùa diệt quỷ, rồi phun một ngụm máu lên lá bùa đó. Kiếm gỗ đào đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, Tiền Đạo Trưởng hô to, Càn Khôn kiếm pháp Thái Thượng Lão Quân cấp như luật lệnh, ông ấy phóng kiếm gỗ đào ra. Sau đó kiếm đó như nghe theo ý niệm của Tiền Trưởng Lão vậy, nó bay thẳng đến chỗ tên cương thi bay. Sau đó Tiền Đạo Trưởng về một tiếng đã bay đến phía sau cương thi nam kia rồi nắm lấy kiếm gỗ đào và đâm xuyên qua tên cương thi rồi cắm chặt xuống đất. Tên cương thi đó phút chốc bốc khói đen nghi ngút. Thấy cảnh này, tôi cuối cùng cũng bớt lo sợ rồi. Tôi nói với Ngưu Đại Đảm rằng, tốt rồi, ổn rồi, cương thi cuối cùng cũng bị phong ấn rồi. Nhưng khi tôi nhìn thấy cảnh tiếp theo thì tôi mới biết việc này không dễ giải quyết như vậy. Sau khi khói bụi tản bớt đi, thì chúng tôi vậy mà thấy tên cương thi lại đứng đó cười lớn, còn kiếm gỗ đào thì không thấy đâu cả. Tiền Đạo Trưởng nói, không xong, cơ thể tên cương thi này đã vượt ra khỏi tam giới rồi, xem ra chỉ có thể chiêu vạn hoa đồng tà luân nhãn để đối phó hắn ta thôi. Tiền Đạo Trưởng nhanh chóng vẽ thái cực trận trên đất rồi niệm pháp trận bảo vệ càn khôn, cấp như luật lệnh. Ngay sau đó vòng tròn bảo vệ liền dần mở rộng ra. Khi tên cương thi nam bay đến tấn công liền bị đánh bay đi. Sau đó hắn không ngừng đánh vào vòng tròn bảo vệ nhưng vòng bảo vệ không hề bị gì cả. Lúc này Tiền Đạo Trưởng lại nói vòng tròn bảo vệ vệ này không thể chịu lâu, nhưng đủ thời gian để ta thi triển phép khác rồi. Nhất trích con cho ta một ít máu của con. Tôi nghe thấy phải dùng máu của tôi, liền vội vàng hỏi cần bao nhiêu. Một giọt là được. Thế là tôi liền cắn rách ngón tay, rồi nhỏ máu vào tay Tiền Đạo Trưởng. Sau đó chỉ thấy Tiền Đạo Trưởng bôi vết máu đó lên trán của ông, rồi mở phong ấn ra. Sau một loạt động tác, thì trên trán Tiền Đạo Trưởng lại đột nhiên xuất hiện một con mắt màu đỏ, bên trong còn có 3 dấu phẩy. Lúc này vòng tròn bảo vệ cũng đã bị tên cương thi đánh vỡ rồi. Sau đó hắn gọi mấy tên cương thi nhỏ đánh về phía chúng tôi, ý đồ muốn dùng chúng làm hòn đá kê chân. Tên cương thi này đúng thật là canh cảnh tối lửa tắt đèn đi vệ sinh tìm cục vàng mà. Lúc này chỉ nghe Tiền Đạo Trưởng hét lên, mang Jekyll Sharingan. Mấy con cương thi xung phong đi trước ngay lập tức bị nhấn chìm trong biển lửa đen. Chúng bị thiêu sạch sẽ,
ngay cả cho cốt cũng không còn luôn, giống như đột nhiên bốc hơi biến mất vậy. Tôi kinh ngạc không thôi, ngọn lửa bình thường đều là màu đỏ đỏ xanh xanh, ngọn lửa màu đen như này là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Sau đó tiền đạo trưởng liền làm ảo thuật. Đầu tiên ông cố định tên cương thi bay lại, rồi đốt ngọn lửa đen ở cánh tay hắn. Lúc tôi cho rằng tên cương thi nam này chết là cái chắc rồi, thì đột nhiên một bóng đen phi đến đưa cương thi nam đi. Như đại đảm đang định đuổi theo chúng, tiền đạo trưởng nói, giặc đến đường cùng thì đừng đuổi theo rất có thể có mai phục. Hơn nữa tên cương thi nam đó đã trúng chiêu tà luân nhãn của ta, thì không có cách nào dập tắt được, trừ khi không có gì để đốt nữa thì mới có thể tắt được. Lúc này trong một ngôi đền nào đó, cương thi bị mất một cánh tay phẫn nộ chửi mắng, tên đạo sĩ đáng chết, hôm nay ngươi làm ta mất một cánh tay ta, thì ta thể không đội trời chung với ngươi, sau này ta nhất định sẽ học theo phái Sa Điều các ngươi. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tập này đến đây là hết. Mong các bạn nhấn like, bình luận và chia sẻ. Tập sau sẽ đặc sắc hơn bùm bùm chiếu chiếu.